Vâng, em Minh Chiến Bình Định xin chào tất cả các bác. Video này đối với các bác có lẽ rất là bổ ích. Thì em làm video này để anh em được phân biệt về chất âm của hai đời. Không phải nói là hai đời mà là một đời, nhưng mà hai model nhưng mà một đời nha các bác. Hay là em sẽ test con 309 và 309V để anh em biết được và có thể nghe được chất âm hai con này có thể nó khác biệt nhiều không, mà sao giá nó lại cao như thế. Một con 16 triệu, một con gần 27 triệu. Thật ra thì hai con nó khá là giống nhau về ngoại hình miền trước cũng như là ruột gan, và công suất nó cũng là 250W thôi. Và em sẽ đánh một cặp loa, đó là một cặp loa L100 Gendry. Trước khi vào vấn đề thì con Lukman L309 thì gửi em test là gửi cho anh Toàn ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và một cặp loa Ribe L100 Canary và một con L309V đã gửi cho anh Cường ở Đông Hà, Quảng Trị. Và sau đây, sẵn video này em sẽ test và để cho anh em nhớ đeo tai phone là để cảm nhận. Em sẽ test một bài hát nha, và bass chép nó y chang vậy luôn để các bác nghe bằng tai phone có thể cảm nhận được cái sự chênh lệch 10 triệu nó có đáng không. Đấy. Tại vì lúc phong trào quá nên con 309V bị đổi giá từ bên nước ngoài rất là nhiều nha. Thấy Việt Nam mình cứ 309V là lúc man. Thật sự những con Marang và những con Sansui nhiều con đánh rất là hay nha các bác. Trong tầm giá đánh Ribe rất là hay. Những con Marang như là 1150 này, 1250 vân vân. Hay là những dòng Marang đài thì các bác có thể đánh vào những dòng Amli Sansui, quán Ribe rất là hay. Không hẳn chúng ta phải ghép Ribe phải là Amri Lukman, cái đó không có chính xác thôi nha. Sau đây mời anh em nghe. Trước tiên em sẽ test con 309 trước nha, rồi tới 309V. Và đây em đang test con L309 nha. Rồi em sẽ test tới con 309V. Đây là ba con 309V nha. Bát chép tất cả đều em để y chang nha. Nhưng đời làm thân con gái, một lần lỡ yêu
mình dù không giao kết, một lần cho trao rồi là vương vấn cả đời. Thôi đành mang lấy, dù sau hay trước em cũng đã đến. Đấy, thì các bác có thể nghe và có thể thẩm định được cái âm hai con 309 V và 309 có nó sự khác biệt nhiều không, mà sao giá nó lại trên nhau cả 10 triệu. Thật ra nó rất là vô lý nha. Nó chỉ cũng như là 1150 và 150 MK2 cũng có dòng Marantz thì có thể trên nhau 2 triệu hoặc là 3 triệu ok rồi, mà con này trên tới 10 triệu. Đây là do phong trào của người Việt Nam mình mà bị thổi giá lên cái con 309 V lên. Thật sự con 309 nghe rất là tốt, khó mà nhận biết được, nên mà anh em có thể nghi hai con này nhắm mắt lại là đố mà biết được luôn. Đấy. Thì để cho công bằng thì bát chép em vẫn để y nguyên nha. Con này là hướng 3 giờ, đây hướng 1 giờ và đây hướng 3 giờ và hướng 1 giờ. Đấy, và phía dưới cũng là dài nha, 12 giờ, 10 giờ, 11 giờ, y chang vậy. Để đấy, cần này cũng cần lên luôn. Nói chung là hai con em để y chang nha. Thì các bác thẩm âm và cho em ý kiến. Rồi sau đây mời các bác xem ruột gan hai con luôn. Vâng, và đây là hai con ruột gan của con 309 và 309 V. Con này là 309 V nha các bác, 309 V. Con này là 309 trơn, là đàn anh của 309 V. Để em so sánh cái sự khác biệt của hai con này nha, để các bác cùng xem. Cái cục nguồn thì con 309 trơn nó sẽ nhỏ hơn một tí thôi, nó không có nhỏ hơn nhiều nha. Thì phần công suất thì nó chạy một loại sò, đó là sò Toshiba chữ đỏ, cũng một mã số luôn. Nguồn thì nó cái đây nó cũng có đời là chạy nguồn cái mega, nguồn thì cái liên một xéo 3V 15.000. Đây cũng 16.3V mà không biết mấy ngàn. Tụ thì sử dụng là một thông số như nhau nha, cũng sẽ 3V 15.000, không khác, chỉ khác cái tăng phô này nha các bác. Tăng phô sò thì cũng một loại và nó sẽ khác cái phần âm sắc nha các bác. Âm sắc này thì hai con âm sắc nó sẽ khác nhau mà nó sẽ có nhỉnh hơn một tí, anh em nghe kỹ nó sẽ rõ. Anh em có thể dùng tai phone để nghe lại những cái bản nhạc hồi nãy nha. Còn đa số về kết cấu thì nó khá là giống nhau. Đây, khá giống nhau. Nguồn con 309 V lớn hơn con 309 một tí à, phần mạch âm sắc nó khác hơn. Còn tụ thì y chang nha các bác. Về kết cấu công suất, con này cũng 250W và con này cũng 250W. Đây, con 309 V nó có đời là 350W, nói chung là cũng quát điện thôi, nó cũng không liên quan gì. Đấy, khá là giống nhau nên chất âm nó chỉ có 9 với 10 thôi, khó là nhận ra lắm. Con này là gửi cho bác Toàn nha, bác Toàn ở Hà Nội. Con này là gửi cho anh bác ở Quảng Trị.